ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មានតតគ្នាថាមានក្លឹបបាល់ទាត់ខ្លះស្ថិតនៅក្របខណ្ឌទី2និងពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំសាយចោលដែលជាដំណឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយជំវិញបញ្ហានេះដំណាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាហៅកាត់ថា FFC បានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យដើម្បីរំសាយក្លឹបមែនប៉ុន្តែក្លឹបផ្សេងទៀតដែលមានព័ត៌ម
đo xa bộ đồng miên Campuchia thầm mấy tháng. Rồi hôm bộ đọc bề ní, xa hạ bộ bà tuột Campuchia tớp tại tổ tụ bán lịch khách phần cả mỗi bị khách bà tuột ở đời xế, rước hàng tháng Akisani Campuchia, kể bàn đạp biết một sông rộng sái, hỏi cậu bàn triếp đã chôn tờ ảnh ủ đồng bà thiết đọc bầy bì nất nâng cha chế phần cả trở lọc bình, đọc bầy sắp sai chế phần cả. Tại nơi bề ní, rồi cha mơ ảnh ủ đồng bà thiết miên mật tế dụ bó rư chọn chút chư mùi khách rư dàng nà. Bà bùm nụ tế, rôn chăm sát thà nập hiệp chạy xa đánh tam trong ná rộng bảo mê. Club xem xe tiết, mân toán mình lệ khách phần cả nà muối mọc đòi xa hạ bọn tế, tại lúc cậu bàn lưu bọn đầm miền tò tàu khí nếp bì rương nâng đài. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Campuchia đã miễn bỏ đầm miễn bị cao rung sáng nâng đạp bị chiếc phần cả đo xa hạ bọn kê lạc bà tốt Campuchia có miễn bỏ đầm miễn bị club sâu tỷ lộ ổng cố nâng khát cỏ cống đại sát nực nông cổ khăn lịch tỷ bí cao rung sáng club đài. Vân tác khăn xa hạ bọn bà tốt Campuchia nâng mân toàn tự tụ bàn lịch khất phần cả lời. Xong bên trẻ thang club bà tốt Akisani Campuchia đã bảo bác kê lạc cổ nông sổ xuất bàn chân ấy một lệnh nông cọp khăn lịch công phu Campuchia nơi rợt đời ca bì bò mập hệ bấy bì bò mập hệ bốn khăn nạc khẩu lập số tỷ lộ ổng cố đà miền mù lột thát nơi khai xìm riếp nâng cọp bà tuật khát có cống có chi xa mai chắc nông cọp khăn lịch tỷ bì đá có miên bò đâm miên bì ca rộng sải đài. Chập tăng bị bắt COVID-19 vì lúc bị phục lúc, có đôi chìa prate Campuchia mốc. Club bà tọt Campuchia mùi châm nuôn chụp ca lúc bạc dàng kháng chung bình châm nố, châm náy. Sau đó, bệnh đại nẹ quam trọ có can tạc sọt xói khăn ca tên sống bót cho tốt sản áp tòa.